Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng ngày 15 tháng 4, trên quốc lộ 38B, đoạn qua cây xăng xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên khiến một người bị thương. Theo công an xã Trung Nghĩa, thanh niên bị thương, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đạ Cầu, xã Trung Nghĩa, do được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, song bị đa chấn thương với nhiều vết thương tích nghi là bị chém bằng các vật dụng cứng. Do vụ việc xảy ra trong thời điểm khuya vắng nên chưa xác định được nhóm thanh niên còn lại. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.